Tuấn chờ sẵn ở cổng bảo vệ, chặn Khoa lại, mặt mày hớn hở. Đi uống cà phê. Vụ gì? Thắng Độ à? Khoa ngạc nhiên. Không, quán gốc riêng gần đây nè, anh em đang ở ngoài đó đông lắm. Biết rồi, quán Hạ Vi cũ chứ gì, có gì lạ đâu. Mày chưa vô chứ gì, đồ lạc hậu, đi. Sắp tới giờ làm việc rồi, khỏi lo, mấy sếp đang ngồi hết ngoài đó. Khoa theo Tuấn ra quán. So với quán cũ, gốc riêng chỉ có vài thay đổi nhỏ. Mỗi bàn nay có một bình hoa hồng, chơi gu nhạc xưa nghe dễ chịu hơn. Những tờ lịch gái gú được thay bằng mấy tấm thư pháp. Nhưng khách đàn ông ngồi đông vầy, chỉ cần vừa ngồi xuống ghế là Khoa đã hiểu lý do tại sao. Tuấn giật nhẹ cùi chỏ vào hông Khoa. Chủ quán tới kìa. Đó là một cô gái trẻ, khoảng 25, 26 tuổi, có gương mặt tuyệt đẹp. Cô ăn mặc giản dị, chỉ áo bùn trắng, quần jean xanh, y như vài cô nhân viên trẻ măng của mình. Tất cả cùng xinh xắn như búp bê. Ác thay, kiểu đồng phục giản dị này cũng là loại trang phục làm tôn hẳn những thân hình gợi cảm. Và về khoảng này thì dàn đào của gốc riêng cùng hết sức bắt mắt. Đích thân chủ quán đến từng bàn chào hỏi khách, đó cũng là một cái mới của quán. Ánh mắt của Khoa và cô chạm nhau, bỗng cùng sững sờ như bị điện giật. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều này Khoa chỉ đọc thấy trong sách vở, không ngờ đã xảy đến với mình và Hà. Vâng, cô chủ quán tên Hà, vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại biết chọn và pha cà phê cực ngon, bảo sao quán không đông khách. Thế nhưng không hiểu sao cô lại để ý đến Khoa ngay trong lần đầu gặp gỡ. Điều này chỉ có thể dùng hai chữ duyên số mới giải thích được. Khoa trở thành khách thường xuyên của gốc riêng ngay từ hôm đó. Không chỉ sáng mà cả trưa, buổi tối đi dạy kèm về, Khoa lại ghé. Lúc đó quán vắng, Hà mới rảnh tay ngồi trò chuyện cùng anh. Cô nói chuyện cuốn hút, có duyên và rất hợp với Khoa. Một tuần sau, có vé mời, Khoa rủ Hà đi xem một show ca nhạc và được cô vui vẻ nhận lời. Tuần sau nữa thì tay trong tay đi cine và hôn nhau trong rạp vắng. Chưa bao giờ Khoa thấy đời đẹp như vậy. Tuấn nhiệt liệt ủng hộ chuyện tình của Khoa. Tuấn khen Hà đẹp nhưng rất đứng đắn, thân thiện nhưng không cực nhã. Có văn hóa và gu thẩm mỹ hoàn toàn phù hợp với Khoa, một gã 30 tuổi phó phòng công nghệ thông tin một công ty lớn, mãi lo học hành, làm việc và lo cho cha mẹ, đến nỗi giờ này vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuấn đòi ăn đầu heo vì có công phát hiện và ráp nối Hà cho Khoa, chứ bản thân cu cậu đã có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc, đua theo cô hàng cà phê làm gì. Người Hà thắt đáy lưng ông, nở hậu là tướng ít phu vượng tử. Theo Tuấn, Khoa cặp với Hà sẽ có một hậu phương vững chắc, hoàn toàn yên tâm về việc chăm sóc hai đấng sinh thành. Bởi vậy, Tuấn mới sững sờ khi nghe Khoa cho biết Hà đã có một đứa con trai 3 tuổi. Bí mật này chính Hà chủ động cho Khoa biết sau khi nhận được thư tỏ tình của anh. Hà nói cô cũng rất thương quý Khoa khi biết anh ngoài việc rất quan tâm đến cô, còn không uống rượu, không hút thuốc, không cá độ bóng đá, ba tật lớn của đàn ông thời nay, và siêng năng đi làm đi dạy để lo cho cha mẹ già. Người tình đầu thời sinh viên của Hà đã bị cha mẹ buộc đi du học vì không tán thành chuyện quan hệ với Hà, cho rằng gia đình cô ở dưới quê không được môn đăng hộ đối với họ. Ác thay anh ta đi khi đã để lại trong cô giọt máu của mình. Hà cắn răng giữ đứa con và chờ đợi. Được hơn một năm thì hay tin ba của nó đã cưới vợ ở nước ngoài. Cố vấn Tuấn nói một cách triết lý. Quyết định sắp tới của mày sẽ cho thấy mày có thật lòng yêu Hà hay không. Khoa ngạc nhiên. Mày vẫn muốn tao tiếp tục với Hà? Chứ gì nữa, cô ấy yêu mày chân thành như vậy, lại hết sức trung thực. Quả bóng bây giờ ở phía mày, mày có vượt qua được thói thường của người đời hay không? Tuấn ngừng lại một chút rồi gật gù. Dù sao cũng phải công nhận ông bà ta tổng kết không bao giờ sai. Gái một con trong mòn con mắt, hèn gì mà Hà đẹp như vậy. Mấy ngày sau Khoa nói với Hà là anh chấp nhận quá khứ của cô, vẫn yêu và muốn chung sống với cô, hứa sẽ coi thằng bé như con mình. Hà xúc động chảy nước mắt, cảm ơn Khoa, nhưng rồi cô thở dài. Nhưng em không tin ba mẹ anh sẽ chấp nhận em, mà em thì lại không hề muốn nói dối hai bác. Trước đó Hà đã có đến thăm nhà Khoa vài lần, đẹp đẽ, khéo léo, luôn có hoa quả trà bánh đi kèm, cô chinh phục ba mẹ Khoa dễ dàng. Khoa về nhà, thú thật, anh đã có đứa con 3 tuổi với Hà, nhưng bấy lâu nay giấu vì sợ ba mẹ không chấp nhận chuyện tiền trảm,
Hậu tấu. Vả lại lúc trước, do Hà cũng chưa dứt khoát chuyện có đi định cư ở nước ngoài hay không. Ba mẹ Khoa vốn chỉ có mình Khoa và cưng anh từ nhỏ, mấy năm nay lại đang rất chờ chuyện có dâu có cháu. Ý hỏi thêm vài câu rồi kêu Khoa đưa con về. Thằng bé hết sức giống mẹ nên cũng khó nói nó không phải con Khoa. Mẹ Khoa có vẻ ưng bụng. Bỗng dưng được làm bà nội một thằng cháu dễ thương như vậy. Nhưng ba Khoa từng làm trong ngành công an thì nửa đùa nửa thật. Chỉ có bà ngoại mới chắc chắn mình đúng là bà ngoại ruột. Còn từ ông bà nội cho đến ông ngoại đều hên xui. Ông yêu cầu Khoa đi làm xét nghiệm ADN đưa về cho ông bà coi. Nếu đúng là con Khoa thì muốn gì được nấy. Khoa nghĩ nát óc, không biết làm sao giải được bài toán này. Hôm sau trên đường đi làm, bất chợt Khoa thấy Tuấn chở con đi gửi nhà trẻ. Một đứa con trai bụ bẫm, khoảng 3 tuổi, cỡ tuổi thằng Bi con Hà. Bạn bè đều biết Tuấn nổi tiếng cưng con, hàng ngày luôn sẵn sàng bỏ hàng giờ liền, ngồi đút cơm cho con ăn. Sáng chủ nhật tuần nào cũng đưa vợ con đi công viên chơi. Gặp Khoa, Tuấn cười. Mọi chuyện tốt đẹp phải không? Ông có phúc lắm nghe, sắp có vợ đẹp như tiên. Chờ bạn gửi con xong, Khoa rủ Tuấn ghé tiệm cà phê rồi kể hết cho bạn nghe nỗi khổ tâm của mình. Tuấn trầm ngâm hồi lâu rồi reo lên. Có cách rồi, tao đưa con tao đi làm, khai tên mày và tên thằng Bi. Một giải pháp tuyệt vời. Ngày chở Tuấn đi lấy kết quả xét nghiệm, Khoa dặn Hà làm sẵn bữa tiệc để chiêu đãi bạn bè và hợp thức hóa chuyện thằng Bi. Đứng trước cửa trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền, chờ Tuấn vào lấy giấy xác nhận là cha con ruột. Lòng Khoa rộn lên một cảm giác nôn nao khó tả. Nhưng mãi thật lâu vẫn không thấy Tuấn đi ra. Viết đến đây, tôi bỗng run tay. Theo bạn thì cái chuyện này sẽ có một cái kết như thế nào? Một cái kết mà nhà văn có nghề nào cũng sẽ viết như vậy, dù nó có tàn bạo khốc liệt như thế nào đi nữa. Tôi nghĩ bạn đã đoán ra rồi đó. Đời mà, biết làm sao phải không bạn? Thì cuộc sống này luôn xảy ra những chuyện không ai có thể ngờ. 31 tháng 12 năm 2009, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, cho biết khoảng 90% khách hàng của trung tâm là đàn ông, đến từ mọi miền của đất nước. 100% số này muốn biết đứa con họ đang nuôi hoặc sắp nuôi có phải con thật của mình hay không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có tới 30% các ông bố đi xét nghiệm đang nuôi con giùm người khác. Tuấn chờ sẵn ở cổng bảo vệ, chặn Khoa lại, mặt mày hớn hở. Đi uống cà phê. Vụ gì? Thắng độ à? Khoa ngạc nhiên. Ông, quán gốc riêng gần đây nè, anh em đang ở ngoài đó đông lắm. Biết rồi. Quán Hạ Vi cũ chứ gì, có gì lạ đâu. Mày chưa vô chứ gì, đồ lạc hậu, đi. Sắp tới giờ làm việc rồi, khỏi lo, mấy sếp đang ngồi hết ngoài đó. Khoa theo Tuấn ra quán. So với quán cũ, góc riêng chỉ có vài thay đổi nhỏ. Mỗi bàn nay có một bình hoa hồng, chơi gu nhạc xưa nghe dễ chịu hơn. Những tờ lịch gái gú được thay bằng mấy tấm thư pháp. Nhưng khách đàn ông ngồi đông vầy, chỉ cần vừa ngồi xuống ghế là Khoa đã hiểu lý do tại sao. Tuấn giật nhẹ cùi chỏ vào hông Khoa. Chủ quán tới kìa. Đó là một cô gái trẻ, khoảng 25, 26 tuổi, có gương mặt tuyệt đẹp. Cô ăn mặc giản dị, chỉ áo bùn trắng, quần jean xanh, y như vài cô nhân viên trẻ măng của mình.